Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục gửi tới mọi người với một thông tin mới nhất về vụ án mạng xảy ra trong một ngày trước đó, tức là người mẹ sinh năm 2000 đã ra tay với người con của mình mới 4 tháng tuổi tại Bắc Cạn. Và báo chí, công an đã vào cuộc để đi tìm nguyên nhân khiến người mẹ sinh năm 2000 lại ra tay với con của mình. Theo là báo Gia Đình Net, những ngày qua dư luận bàng hoàng trước cái chết đau lòng của một bé gái 4 tháng tuổi, khi hung thủ lại chính là mẹ đẻ của cháu. Hiện là nguyên nhân vụ án mạng thương tâm chưa được các cơ quan chức năng xác định, nhưng nhiều ý kiến cho rằng có thể mẹ cháu bé bị trầm cảm sau khi sinh nên đã gây ra sự việc trên. Khoảng 16 giờ ngày 21 tháng 1, lực lượng chức năng nhận tin báo của anh Đặng Văn Cuối, hiện đang làm thuê tại tỉnh Lào Cai, trình báo về việc con gái là gần 4 tháng tuổi là tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng ở thôn là Khẩu Phảng, xã là Bộc Bố, huyện Bắc Nạm, tỉnh Bắc Cạn. Nạn nhân được xác định là cháu Đặng Ngọc Lê, sinh tháng 9 năm 2020. Vào khám nghiệm phát hiện trên cổ cháu bé có hai vết thương là nghi bị siết cổ dẫn tới ngạt thở, tử vong. Thời gian tử vong khoảng 14 giờ đến 16 giờ cùng ngày. Hiện công an tỉnh Bắc Cạn đang giữ hình sự đối với Hoàng Thị Đào, sinh năm 2000, mẹ của cháu Lê, để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Bước đầu Đào khai nhận là chiều 21 tháng 1, do bực tức cháu bé là quấy khóc nên đã dùng khăn siết cổ cháu bé. Sau khi gây án, Đào sang nhà hàng xóm gần đó để nhờ gọi điện thoại báo cho chồng của mình đang làm thuê tại tỉnh Lào Cai. Theo chính quyền địa phương, Đào và anh Cuối ở với nhau khoảng 1 năm sau khi sinh cháu bé, đã tổ chức đám cưới vào tháng 11 năm 2020. Hiện hai vợ chồng ở nhà riêng nên khi vụ việc xảy ra, người thân là không hề hay biết. Đào là vốn không được nhanh nhẹn như người bình thường, lại nghiện chơi game trên điện thoại và có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Nghi phạm này sinh ra và lớn lên tại là huyện Ba Bể, Bắc Cạn và mới về làm dâu tại địa phương. Chia sẻ về vụ việc đau lòng này, luật sư Vũ Anh Tuấn, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng người mẹ nào cũng thương và lo cho con. Việc Đào thực hiện hành vi trên có thể đã mắc chứng bệnh trầm cảm sau khi sinh nên đã dẫn đến hành động bộc phát trên. Theo đó, chứng trầm cảm sau khi sinh là tình trạng liên quan đến suy nghĩ và cảm giác mệt mỏi, buồn chán, lo lắng, tuyệt vọng xuất hiện sau sinh của phụ nữ. Những phụ nữ mắc bệnh trầm cảm sau sinh thường kèm theo là trạng thái lo sợ con mình sẽ bị hại và bản thân mình là người mẹ xấu nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Trầm cảm sau sinh có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Sau sinh, cơ thể người phụ nữ có sự thay đổi đột ngột về nội tiết đó, của hormone tuyến giáp là suy giảm, dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi, trầm cảm. Ngoài ra, nhiều người còn gặp khó khăn trong việc chăm sóc em bé, dẫn đến là mất hết là hứng thú trong cuộc sống. Tình trạng càng trở nên trầm trọng nếu thời điểm ấy gia đình lại có mâu thuẫn hay có khó khăn về tài chính. Triệu chứng thường gặp nhất của trầm cảm sau sinh là người phụ nữ bị suy nhược cơ thể. Kèm theo đó là nhiều người sẽ thường xuyên cảm thấy lo lắng, hốt hoảng, mất tập trung, mệt mỏi, buồn chán, thậm chí là khóc lóc cả ngày mà không có lý do cụ thể. Nguyên nhân dẫn tới trầm cảm có thể là do hoang tưởng, suy thoái, mất cân bằng và ảo giác chi phối
nên dễ có những hành động không kiểm soát được. Đó là luật sư Tuấn nhận định như vậy. Theo luật sư Tuấn á, thì cho dù có mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh thì người mẹ này có thể vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người được quy định tại điểm B khoảng 1 điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015 với tình tiết định khung giết người dưới 16 tuổi. Để khởi tố người mẹ, cơ quan điều tra phải làm rõ động cơ, mục đích và trạng thái tâm lý lúc người mẹ này ra tay sát hại con mình. Nếu xác định nguyên nhân gây ra cái chết cho con do mâu thuẫn gia đình và do bị ảnh hưởng về bệnh trầm cảm sau sinh thì cần thiết phải giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm là căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định người mẹ bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Khi đó, người mẹ sẽ phải bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh để thực hiện công tác phòng ngừa chung cho xã hội. Còn nếu người mẹ chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong vụ việc đau lòng này, để xử lý trách nhiệm hình sự đối với người mẹ trẻ, cơ quan tố tụng cần phải xác định được năng lực trách nhiệm hình sự của đối tượng này. Nếu đối tượng chỉ mất chứng trầm cảm thì chắc chắn người mẹ sẽ bị khởi tố về tội giết người. Bên cạnh chịu sự phán xét của pháp luật, một bản án lương tâm sẽ theo người mẹ ấy suốt quãng đời còn lại, luật sư Tuấn chia sẻ. Đây là một vụ án rất là đau lòng các bạn ạ. Đó. Và theo điều 123 về tội giết người á, một á, là người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt từ 12 năm đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình. Giết người dưới 16 tuổi. Nên vụ án này là mấy ngày qua đã làm chấn động dư luận tỉnh Bắc Cạn nói riêng và trong cả nước nói chung. Một người mẹ mới sinh con gần 4 tháng tuổi thôi mà đã ra tay sát hại con mình luôn. Đây chỉ có là một câu chuyện trong phim ảnh mà thôi. Ai ngờ ở ngoài đời lại xảy ra những tình cảnh như thế này. Thật là đau xót phải không các bạn? Vâng. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều, luôn luôn ủng hộ, đồng hành, theo dõi kênh của tôi. Và tôi cố gắng cập nhật những thông tin nhanh, những vụ án mạng, những tin tức thời sự nóng bỏng và những câu chuyện giữa đời thường để kịp thời gửi tới phục vụ quý vị và cô chú anh chị gần xa trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.